Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Club Cat Farm. Thì để tham gia game này các bạn click phần link mô tả dưới video mời tham tắt chatbot nào. Rồi các bạn đi tập tra đi tiếp nữa. E B 2 để cho bot nào bạn. Rồi chương trình góp này mình sẽ ăn chia tổng giải thưởng là 22k tập càng cả lúc nè, và 12k BNB và 10k Matic nè các bạn. BC nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group nè. Này gì? Các bạn join kênh group nữa nè các bạn. Sorry các bạn, đừng quay lại coi. Rồi các bạn join vào kênh group nè, các bạn bắt đặt lên. Các bạn join tiếp kênh channel nữa nè. Rồi bạn bắt đặt lên nè. Tiếp tục follow tại Twitter và tăng 3 người bạn nè. Trên tại Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè, các bạn chụp nhận tại Twitter nè. Các bạn tăng 3 người bạn nè các bạn. Con này được chạy trên nền tảng của mạng Polygon Matic nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục follow minimum nè. Trên minimum thì bạn muốn follow nè các bạn. Rồi xuống đây các bạn vô tay nâng cái luôn nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi bạn bấm next. Rồi bạn bấm vào submit tên nè các bạn. Rồi bạn bấm done nè. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn nè. Anh ồ à không win chứ. V này là H9 nè các bạn. Bạn gái chơi bot nè. Rồi tiếp tục các bạn submit link request thì bạn mở tại Twitter tất cả bạn ra nè. Các bạn nhập vào avatar của mình nè, nhập vào hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn đã tweet nè các bạn. Giờ các bạn sao chép liên kết nè. Vậy là cho bot nè. Sau đó submit đường link profile minimum nha bạn. Thì các bạn nhập vào minimum nè. Đào tả. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Đây nè. Rồi trên minimum thì các bạn nhập vào 300 trang game nè các bạn. Rồi các bạn nhập vào avatar các bạn nha các bạn. Nhập vào avatar mấy cái nữa nè. Rồi các bạn nhập vào 3 cái anh cùng nè các bạn. Rồi các bạn sao chép cái đường link minimum mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot. Rồi sau đó các bạn submit địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên YouTube Collect các bạn. Hoặc là ETH. Con này nó chạy trên tảng của Polygon Matic. Rồi bạn gửi cho bot. Rồi sau đó các bạn chỉ lên ghép mà chỉ. Rồi các bạn bấm vào Store Account Info nữa. Rồi các bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè những thằng kiếm thêm token cho các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.